Có nón gì không cho mấy đứa nhỏ đội nón như bé áo xanh này là em thứ 6 7 em kế đó kế vậy bé Thu 14 tuổi là bé này chắc cũng 12 tuổi đó là chị bé kế nữa bé bưng đó là chị bé cái gì bé kế đó là bé sang anh có cái nón gì che tấm hình mới lại không cái nón có dùng gì đó có nón dùng gì chơi cái che tấm hình mới lại chơi nè gia đình đang bưng ra di ảnh và những cái phần của bé lắm mấy cây tiếp tục hành trình rút cây ra thì hay không tin là không không kịp với chị từ ngoài biển mà chạy vô đây vô đất liền tới mấy ngày là cũng xuống chị đi không đi không em đi chung với Tài đi anh nói rằng anh về phải đợi đi ra luôn đừng ra sớm
từ lên. Giờ nhìn hình ảnh này rất là đau lòng cả nhà ơi. Mấy bé tuổi còn rất là nhỏ. Giếp đâu rồi con? Giếp đâu con không mang vô hai đứa. Quên mặt, hai đứa đi. Hai giáp sứng. Đừng cô đừng ngại. Thôi ạ, có dọn rồi. Cô giếp rồi hả? Đau không con? Quẹo. Đau hả? Dán đây chút xíu xong rồi con. Trời trời. Cái gai đâm. Gai đâm. Con đừng coi gai dưới đó, nhìn dưới nè. Ủa này mình mới nhặt được đó là sao chú? Chú hướng dẫn mấy đứa cháu giúp chú nha. Ở đây là do ít người theo cho nên là tuổi đồ này kia cũng không có chuẩn bị được nữa. Gắn kịp em ơi. Mệt không em? Mệt lắm. Ai bà mẹ hay bà mẹ ngoài thì cung hoài luôn kìa. Nó cái lưu hương nặng lắm. Lưu hương này nặng cao luôn kìa. Sao sao có lưu hương rung dưới bà? Nó cầm không nổi luôn rồi bà ơi. Em ngồi xuống đây đỡ đi em gái, em ngồi xuống đây đỡ đi. Gái là từ đó nặng lại đây rồi rung cái tay luôn quý vị. Nói là lại đây cái ly hương nó nặng. Come on, come on.
Lúc này cả ngày còn đi rồi. Rồi là đi lẹ đi. Đi không nổi luôn quý vị. Khóc quá ngoãn rồi. Cái này đều là kẻ đầu bạc kiếm người đầu xanh luôn. Khóc ở ngoài lớn, ngoài rất là đau lòng. Bà mẹ tuổi còn rất là trẻ luôn và đứa con còn rất là nhỏ. Chân đứng không vững luôn. Nhìn thấy nè, nhìn thấy tội lắm á. Tại vì mấy đứa bé nó còn rất nhỏ. Con nó thu to mày đâu? Hả nó nhăn mày đâu? Bớt rồi hả? Lên cái bao này. Thu to mày. Giống như một lời từ biệt. Cháu kêu bằng bà hả cô? Mười bốn tuổi mà biết chuyện, biết lo cho gia đình, biết lo cho em. Tôi biết nó không có hồn hào với người lớn nào đâu. Nó còn rồi đó, giờ là thấy biết thu là nó hiền chứ nó chưa có kiểu như là gây gỗ gì đúng không? Không, không có hiền nào. Đúng rồi, cha ngoại tôi đó. Đúng rồi, mấy cậu ơi, tôi thấy hoàn cảnh của nó. Để tôi về cháu à. Còn mình bao tuổi mà đi bỏ cha bỏ mẹ chị em rồi. Tôi thấy hoàn cảnh thì tôi thương mẹ tôi lắm. Thôi cô kiếm chỗ đây cho ngồi nghỉ đi cô. Ngồi góc này nè cô. Bé không?
Cái đó là cái đó.